Những cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Ấn Độ lo ngại làn sóng lây nhiễm SARS-CoV-2 mới có thể xảy ra sau mùa lễ hội diễn ra trong vài tuần tới trên khắp đất nước. Trước đó, chính phủ Ấn Độ cũng đã yêu cầu các bang và vùng lãnh thổ liên bang triển khai các biện pháp để đảm bảo phòng chống dịch bệnh, không để một đợt bùng phát COVID-19 mới xuất hiện sau các sự kiện văn hóa tôn giáo. Hiện tỷ lệ dương tính tại Ấn Độ tiếp tục giảm, quốc gia Nam Á này có tuần thứ 13 liên tiếp có tỷ lệ dương tính nằm dưới ngưỡng 3%. Tuy nhiên, mục tiêu của chính phủ Ấn Độ là tiếp tục đưa chỉ số này xuống. Ngày 30 tháng 9, Ấn Độ công bố hơn 23.500 ca mắc Covid-19 mới trong vòng 24 giờ.